thì em đã niềng răng được gần 2 năm và tình trạng răng của em trước đó là khấp khểnh. Em muốn tìm đến Rick Dentist để có một nụ cười đẹp hơn. Tất nhiên là hiện tại thì em đã thỏa mãn được cái điều đấy. Răng của em ngày xưa bị khớp khểnh và lệch khớp cắn. Nhưng mà chỉ sau 6 tháng niềng thì em thấy răng của em được dàn đều vào cung. Cái tình trạng nhai được cải thiện, em thấy rất là hài lòng. Em thấy bên Rick Dentist có cái phương pháp niềng răng mà không cần phải nhổ răng. Vì mọi người bảo em là răng thưa, không thể giữ được tiền và em cười rất thiếu tự tin. Niềng răng ở đây em không phải nhổ răng và đội ngũ y bác sĩ rất là thân thiện và nhiệt tình. Nên là em đã quyết tâm chọn Rick Dentist để gửi gắm hàm răng này. Tại Rick Dentist, chúng tôi tự hào sở hữu một đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao. Mỗi bác sĩ đều không ngừng trau dồi kiến thức, cập nhật những kỹ thuật mới nhất để có thể mang đến những dịch vụ chất lượng hàng đầu cho quý khách. Đồng hành cùng chúng tôi là một hệ thống trang thiết bị nha khoa hiện đại bậc nhất, đảm bảo tính chính xác, an toàn trong mọi quy trình khám và điều trị.